trước mắt quý khách hàng đây đó chính là mẫu tuần thủy hoàng. Chất liệu gỗ là gỗ hương đá và là hàng 100% là hàng liền. Vách thì là vách tả, hàng đẳng cấp cao nhất trong năm 2020 hiện nay và đẳng cấp nhất mọi thời đại của cái mẫu tuần thủy hoàng mọi người nhá. Để xét về mặt tổng thể thì em nói thật sự rằng là cái bộ sản phẩm này có quy cách như sau: là cột liền ván 2 khuôn 4, cổ chỉ 3 tầng chân bễ mọi người ạ. Đấy, cổ chỉ 3 tầng chân bễ và vách ở dưới nhá. Đây em sẽ cho mọi người tiến sâu cho mọi người cùng xem chi tiết cái bộ sản phẩm này. Và em xin báo giá công khai, giá chỉ có là 51 triệu cho cái bộ sản phẩm như thế này mà thôi. Đấy, giá thì 51 triệu. Thì bên tay trái của em đây đó chính là chiếc đoạn. Đoạn này nhà em làm kích thước của nó thì là dài là 2m55, chiều rộng là 78 và chiều cao là 1m3. Đấy, vách nhà em đục là vách là phúc lộc thọ. Riêng những cái phần vách này này, đây mọi người nhìn. Đây nhá. Riêng cái phần vách trên này nhà em làm là vách liền nguyên khối đây. Từ cái phần này, đây là mộng này. Từ cái phần này trải xuống này. Đấy, là liền nguyên khối. Và dưới này nhà em cũng làm liền nguyên khối. Đấy tại sao người ta gọi là vách tảng là như vậy mọi người nhá. Thì nữa em sẽ quay mặt sau cho mọi người cùng xem. Đây. Cột thì là cột liền, kể cả cái xoắn này cũng là xoắn liền nhá, tất cả đều liền hết. Yếm là yếm liền. Ván 2 khuôn 4, cột chỉ của nó là 3 tầng. Đây mọi người nhìn này. Cột chỉ 3 tầng. Hàng VIP nhất hiện nay. Hiện tại thì em đang để mộc thôi. Và cái cây gỗ này là cây gỗ hàng trăm năm tuổi rồi. Nó cực kỳ là nó dài. Mặt ván liền nguyên một tấm mọi người ạ. Đấy. Mặt ván liền nguyên một tấm. Và nếu như quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu muốn tham khảo cái bộ sản phẩm vách tảng liền như thế này, mới nhất và đẳng cấp nhất mọi thời đại như thế này, thì cứ liên hệ nghe cho em qua số điện thoại là 0355 99 0857. Em sẽ tư vấn miễn phí kỹ càng cho tất cả mọi người. Đây cột liền. Và cái bộ sản phẩm này thì bên cơ sở như em là mới làm xong mà thôi. Hàng độc quyền bên xưởng nhà em mọi người nhá. Đó. Hàng độc quyền. Đây. Mọi người có thể thấy vách tảng. Đây chính là vách tảng. Đây mặt ván vách này nhà em làm mặt ván liền này. Đấy mặt liền. Ờ, tất cả ở dưới cũng là liền. Đó. Mọi người nhìn. Liền hết mọi người nhá. Kể cả tất cả cái phần trương này anh em đều là liền này. Mọi người nhìn này. Đấy chỉ bị cắt ở phần dưới. Cái này là bắt buộc phải cắt, không thể nào liền được hết. Nếu mà liền hết thì nó sẽ không thể nào cong và dẻo được như thế này. Đấy ở trên là liền mọi người nhá. Hàng xoắn liền, tất cả đều liền hết. Quá đẳng cấp luôn mọi người ạ. Đấy những thứ tinh túy nhất, những thứ đẳng cấp nhất em đã trang bị lên cái bộ sản phẩm như thế này rồi. Đấy, giá công khai hoàn thiện đầy đủ, giá chỉ có là 50 triệu mà thôi. Tiếp theo đó chính là sang bên bàn. Bàn nhà em đục là mặt bàn đục thuận buồm xuôi gió, mặt bàn liền nguyên một tấm, có ngăn kéo hai bên, kéo ra kéo vào đầy đủ. Và khi mua sản phẩm này bên cơ sở nhà em sẽ được tặng kèm thêm là kính bàn và kính đôn là dày là 1 phân. Cái chiếc đôn này nhà em làm là đôn cũng là đục mọi người nhá. Mặt đôn này cũng là liền, có ngăn kéo một bên, kéo ra kéo vào. Đó. Đây, cái mẫu sản phẩm này thì em xin nhắc lại là rằng là cái mẫu sản phẩm chưa có chỗ. Đấy, ai có nhu cầu thì cứ alo cho em. Có số điện thoại ở phía dưới là 0355 99 0857 mọi người ạ. Tiếp theo đó chính là hai chiếc ghế đơn. Đây chính là hai chiếc ghế đơn tiếp theo. Đấy mọi người nhìn ghế gọi là siêu cao to dày dặn. Đó, siêu cao to dày dặn. Đây. Và thông số kỹ thuật của hai chiếc ghế đơn này thì chiều dài của nó thì là 1m1, chiều rộng 78 và chiều cao là 1m3 bằng với mặt đoạn. Đó. Hàng đây, em xin quay kỹ cho mọi người luôn. Đó. Hàng chân xì lõi luôn nhá. Hàng chân xì rộng, xì lõi hết. Không bao giờ pha tạp với bất cứ chất liệu gỗ nào khác. Đấy. Toàn là những cái cây gỗ già cần cõi nhất. Em đã trang bị lên cái bộ sản phẩm như thế này. Và chiếc bàn này nhà em làm kích thước của nó thì là rộng là 70, dài là 1m4. Đó. Và đây là bộ số 1 và phía trên là bộ số 2. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Và nếu như ai cũng đang có nhu cầu hoặc là đang muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này thì đừng chần chừ và liên hệ ngay cho em. Em sẽ tư vấn miễn phí cho toàn thể tất cả mọi người. Đó, vách tảng mọi người nhé. Vách tảng, một trong những cái vách liền. Nó không phải là ghép khuôn tranh đâu mọi người ạ. Vách liền đó. Tại sao mà em dám nói, em dám khẳng định đây là cái bộ sản phẩm đẳng cấp muôn đời và đặc và độc quyền bên xưởng gỗ Đồng Kỵ Gia Rẻ chúng em. Đó. Thì kết thúc video tại đây. Em cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video này của em. Hẹn
gặp lại mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.